Đới nghiệp vãng sanh nó là câu nói mang ý nghĩa khích lệ, hay là đúng như lời dạy đới nghiệp sẽ được vãng sanh. Các vị hoàn toàn nói mà không hiểu câu này nói gì. Nếu chúng ta hiểu câu này nói gì, chúng ta không có viết cái câu cuối cùng là đới nghiệp sẽ được vãng sanh. Câu này không thể thêm chữ sẽ vô trong đó như vậy được. Đới nghiệp vãng sanh là một cụm từ quyết định nó là như vậy, chứ không thể trang vô một cái từ tương lai là sẽ như vậy được. Nó không thể tách rời như bằng cái cách đó. Thêm một chữ sẽ, nó sẽ phá hủy hoàn toàn cái câu này và không có ý nghĩa gì trong câu này cả. Đới nghiệp vãng sanh nó được giải thích một cách rất cụ thể là mang nghiệp để về cõi Phật. Câu nó nguyên cụm là như vậy, chứ không phải mang nghiệp để về, sẽ về cõi Phật. Hai câu này hoàn toàn khác xa nhau và không có ý nghĩa ở câu sau. Cho nên ở đây chúng ta vãng sanh, trong vô vàn cách vãng sanh có một cái gọi là đới nghiệp vãng sanh, là mang nghiệp để tái sanh về đất Phật. Chúng ta không hiểu cặn kẽ hai từ vãng sanh, cho nên chúng ta bị cái chỗ này. Chúng ta có quan niệm là vãng sanh như đắc niết bàn vậy đó. Chúng ta có nghĩa quan niệm là vãng sanh là thành Phật vậy đó. Chúng ta cho vãng sanh và đắc niết bàn là giác ngộ thành Phật, nó giống nhau, cho nên chúng ta mới lấn cấn cái chỗ này. Nếu chúng ta hiểu được ý nghĩa hai chữ vãng sanh một cách bình thường hơn một chút thì cái điều này tôi nghĩ các vị không bị lấn cấn. Vãng sanh nó giống như là tái sanh vậy đó. Nói về để chúng ta dễ hiểu, thay vì tu năm giới để tái sanh ở đâu? Cõi người. Tu thập thiện tái sanh đâu? Cõi trời. Vậy là tu tịnh độ thì tái sanh về đâu? Về cực lạc. Như vậy chúng sinh cõi trời còn nghiệp không? Chúng sinh cõi người còn nghiệp không? Như vậy tái sanh về cực lạc có thể còn nghiệp được không? Cho nên á, xin thưa các vị phải hiểu chỗ này. Hai chữ vãng sanh và chữ giác ngộ niết bàn hoàn toàn một trời một vực. Đừng khập khiễng so sánh rồi chúng ta sẽ khó giải quyết vấn đề này. Xin thưa các vị, vãng sanh là một con đường tu tập để tái sanh vào một thế giới như ước nguyện của chúng ta. Nơi đó thế giới thì nơi đó cũng còn giới hạn, cũng sanh diệt, cũng vô thường. Nhưng mà cực lạc có thể sanh diệt vô thường theo góc độ là chúng ta đủ thời gian để có khả năng tu để giác ngộ thành Phật. Và thế giới này, cuộc đời này vô thường, mà vô thường đến độ chúng ta không có thiện duyên và không có đầy đủ điều kiện để giác ngộ thành Phật ngay cuộc đời này. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, người đắc niết bàn thì ngay tại cuộc đời này vẫn đắc được. Nhưng mà vì chúng ta không có đủ khả năng giác ngộ tại cõi đời này. Bởi vì sao? Bởi cuộc đời quá nhiều nhiễm trước, nhiều cám dỗ, mà con người chúng ta thì quá nhiều tham, nhiều sân, nhiều si. Chúng ta không cưỡng lại với những sự cám dỗ của cuộc đời, cho nên chúng ta không dễ gì có thể thành Phật ngay tại cõi đời này. Vì vậy tái sanh vào cực lạc mang cái nghĩa là nguyện tái sanh vào một thế giới mà nó làm sao nó hạn chế được sự ràng buộc và những cám dỗ của những phù phiếm xa hoa, những cái xa đọa của cuộc đời như thế này. Cho nên môi trường của tịnh độ giúp chúng ta tu sẽ dễ dàng giác ngộ và thành Phật hơn môi trường này. Vì vậy người vãng sanh tịnh độ không có nghĩa là thành Phật, mà đã nguyện đem phước báo để hồi hướng tái sanh và tái sanh môi trường đó để tu hành để dễ thành Phật mà thôi, chứ không phải là thành Phật. Vì vậy đới nghiệp vãng sanh là một việc hoàn toàn đúng nghĩa ở trong học thuyết của tịnh độ. Còn thiền tông thì cho rằng phải cần phải giác ngộ niết bàn tại đây, thì cái điều đó quá tuyệt vời. Nhưng mà ai trong chúng ta có đủ khẳng định được rằng các vị sẽ giác ngộ niết bàn tại cuộc đời này, trong một đời các vị? Đưa ta lên tôi coi coi. Hả? Ồ, ai cũng lắc đầu hết trơn vậy. Vậy chuyện đó để mình tôi phải không? Có ai ganh tị không? Xin thưa với các vị, tất cả chúng ta đều thấy rằng mình quá nhiều phàm phu tánh, quá nhiều nghiệp chướng, quá nhiều nhiễm ô, quá nhiều tham dục, quá nhiều ràng buộc. Chúng ta biết rằng liệu cơm mà gắp mắm. Biết được con người mình nhiều như vậy, làm sao mình có thể rột rửa một đời bằng cái sức phàm phu này tại cuộc đời này thành đạo được? Cái chết nó sắp gần kề tới nơi rồi, mà cái phàm phu tánh nó lớn như thế này,
cả đời từ nhỏ tới lớn rột chưa được, còn càng phủ thêm càng nhiều nữa, thì từ đây đến chết làm sao có khả năng làm được chuyện đó. Cho nên vì vậy nguyện tái sanh là cái điều tối thắng nhất. Có nghĩa là nguyện tái sanh vào một thế giới cực lạc là một thế giới khác, thế giới đó cũng vẫn có cuộc sống như thế này. Tôi đã từng giảng trong kinh Tìm Hiểu Vài Đặc Điểm Kinh A Di Đà, tôi có nói ở trong đó một phần là tìm hiểu về xã hội Tịnh Độ. Tịnh Độ là một xã hội có cuộc sống đầy dẫy những cái nhà lầu đài xe cát như thế này, có phải vậy không? Trong kinh có đề cập đấy không? Cũng vẫn có con người, vẫn có nước suối, vẫn đi tắm, vẫn ăn, vẫn cúng dường chư Phật, vẫn là một xã hội bình thường, nhưng mà xã hội cao cấp hơn chúng ta. Vậy thôi. Và tuyệt vời nơi đó là cái nơi là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Tất cả những người bậc thiện cùng ở một nơi, cho nên không ai làm khổ ai cả, không ai quyến rũ ai cả, không ai dụ dỗ ai cả, không ai chọc phá người khác phiền não cả. Chính chỗ đó mà dễ tu hành, mà dễ giác ngộ chứ không có gì cả. Ở đây thử cái tu tập 7 ngày như thế này coi, cãi lộn không nhoi trời sao à. Rồi sau khi tu xong rồi về, bà này thế kia, ông đi thế nọ, ông nhớ ở trong khóa tu ông hiếp, ông ăn hiếp tôi ha, rồi bà nhớ bà nói xấu tôi, bà dành chỗ ngồi tôi, bà dành miếng ăn tôi ha, thế này thế khác, trong một tập thể rối từng bưng hết. Nhưng mà một xã hội Tịnh Độ không có chuyện đó, làm cho lòng chúng ta thanh thản và dễ giải thoát hơn. Bởi vì tất cả những người trí thức mà trí thiện ở nơi đó. Học thuyết Tịnh Độ chúng ta phải nghiên cứu rất kỹ. Cho nên nguyện sanh Tịnh Độ là nguyện tái sanh. Chúng ta dùng cách chữ tái sanh. Và cao nhất là chúng ta được nhất tâm bất loạn để được giảng sanh, là cái cao nhất của những con người giảng sanh. Trên căn bản phần lớn tất cả những phàm phu chúng ta tu tập đều dung bồi công đức lành để nguyện tái sanh. Cho nên tu tập về Tịnh Độ là một cách tu theo nhân quả, gieo nhân Tịnh Độ để hồi hướng cái quả về Tịnh Độ. Và vì vậy chúng ta đã từng gieo nhân thì đương nhiên là quả như thế. Giống như chúng ta gieo nhân cõi trời thì chúng ta sau khi chết tái sanh vào cõi trời, đó là chuyện đương nhiên. Cho nên cái chữ đới nghiệp giảng sanh này không mang cái nghĩa như một sự khích lệ, mà khẳng định rằng tất cả phàm phu chúng ta, ai phát tâm tu hành theo con đường Tịnh Độ một cách tha thiết và đúng với tông chỉ của Tịnh Độ, người đó sẽ được giảng sanh cho dù vẫn còn phiền não. Đây là một điều hoàn toàn hợp lý trong kinh điển theo quy luật nhân quả của Phật pháp. A Di Đà Phật.